Welcome to New York City. Welcome. Does anybody watching? No, nobody. It's cool. It's cold. Hello, nghệ sĩ Trấn Thành. Dạ. Nghệ sĩ Lê Giang. Hello. Cho mình phỏng vấn hai người. Hôm qua đi coi văn nghệ bên Mỹ sao? Hôm qua đi coi văn nghệ bên Mỹ sao nè? Hôm qua đi coi cái văn nghệ ở cái phòng trà gì đó mà gọi là cái jazz club nổi tiếng nhất ở New York. Xong vô cái gặp hai nghệ sĩ. Mình trong đầu mình suy nghĩ là phải ra chứ. Đang ngóng đợi mà đang chờ đợi mà chắc là mình nghĩ là sẽ hay lắm. Xong lên hai nghệ sĩ cầm cái đờn, cái kèn. Nè, giờ thổi nè. Thổi đi. Thổi mà thổi khiêm nhường á. Tôi đánh đờn nè, tôi đánh đờn mà này thổi kèn nè, Dương nha. Tăng. Hết đêm vậy đó. Trời ơi, nguyên đêm vậy đó. Mà cứ móc lách xích rồi cứ cha kia thổi mà tôi hai ông thổi mà tôi sợ hai ông ngủ chứ không phải sợ khán giả ngủ. Gia thổi kèn mà như nè. Gia thổi kèn mà chơi nha. Mà mặt nghiêm trọng lắm. Mà có nhiều đó móc từ nguyên một buổi tối tôi nói ủa sao. Mà nguyên một tháng phòng là im lặng. Tôi nói ủa vô vô điệp khúc chưa? Ừ. Không hiểu. Nghĩ là mọi người rất là muốn cười. Thằng tay sau lưng tôi nói cho em hỏi như thế nào? Tay sau lưng tôi nó cười xong tính tiền đi luôn. Ủa tại sao họ cười? Ai nó nói vậy nè. Do you understand? No, I don't. Mà nó cười xong nó nói have a good night nó đi trước. Tính tiền nó đi là bên này cũng tính tiền đi luôn vậy đó. Tôi muốn chết. Trời ơi coi cái chương trình gì đâu mà tôi cũng không hiểu. Trời ơi lần đầu tiên. Nghĩa là giống như tập đờn thổi kèn vậy đó. Còn cô không sao? Cô coi cô thấy vui không? Cái này là cái tiệm đó là cô dẫn đi đó cô Won à. Mọi biết sao không? Mọi người nói là cái chỗ đó trên nổi tiếng á, hiểu không? Có biết gì đâu, mình tưởng là nó hay. Hay hả? Tối ngày cô không thôi. Để xong bự ha. Yo. Ôi yo. Chắc có chơi rồi. Chơi tùm lum chó luôn. Đây nè, ở ngoài có ra mới ra tới bến Bạch Đằng nè. Ủa trời thôi vậy là được rồi vậy đó.